Thưa quý vị, phát huy tinh thần nơi mạnh đất quê hương đồng khởi. Những năm qua, với tinh thần đồng khởi mới, học sinh quyền Mỏ cày Nam đã phấn đấu dương lên trong học tập, sáng tạo, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, các em thường xuyên giành giải cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong 8 năm tỉnh ta tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thì Mỏ cày Nam là một cái quyện dẫn đầu về số lượng và chất lượng sản phẩm trong đó có nhiều cái giải thưởng của tỉnh rồi quốc gia mà nổi lên các trường như là Ra nè, Quảng Đồng Hoàng rồi tiểu học 1 của thị trấn Mỏ Cài. Năm nay là lần thứ tư liên tiếp sản phẩm dự thi của các nhóm thí sinh đến từ huyện Mỏ Cài Nam, đại diện hai trong bốn sản phẩm xuất sắc nhất của tỉnh tham gia cuộc thi thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Trong đó sản phẩm ứng dụng công nghệ IoT để chế tạo dàn phơi y phục thông minh, giúp cho người dùng không cần lo lắng quần áo bị ẩm mốc hay có mùi do thời tiết mưa gió. Dàn phơi thông minh không chiếm quá nhiều diện tích, lại có tính thẩm mỹ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phơi quần áo đơn giản và nhanh chóng hơn so với dàn phơi truyền thống. Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, các hệ thống điện và có cả cảm biến để cảm nhận những trạng thái của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật, có nhiều tính năng vượt trội so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Đối với sản phẩm ứng dụng công nghệ IoT trong chế tạo robot thăm dò, kết hợp phát hiện và hỗ trợ cứu hộ người bị nạn bằng công nghệ xử lý ảnh định vị vệ tinh GPS, được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn giúp giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác cứu hộ như môi trường hiểm trở có khí co khí ga nhiệt độ cao giúp các đội cứu hộ dễ dàng tiếp cận vị trí người bị nạn rút ngắn thời gian cứu hộ tăng tỷ lệ cứu sống nạn nhân cũng như đảm bảo an toàn cho đội cứu hộ Đặc biệt robot khai thác tốt các công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghệ xử lý ảnh trong việc phát hiện và theo dõi chuyển động ứng dụng trong công tác cứu hộ và phát hiện người bị nạn, khả năng kết nối định vị vệ tinh GPS để xác định được người bị nạn trên bản đồ. Hiện nay thì các vụ cháy nhà, sập hầm mỏ, cháy chung cư thì nó diễn ra ngày càng nhiều với tần suất liên tục. Thì bên cạnh đó thì công tác cứu hộ ở nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn do phụ thuộc vào sức người là chính. Thì nó sẽ gây ra những cái nguy hiểm đối với những cái người cứu hộ. Thì từ đó thì nhóm đã có ý tưởng để thiết kế ra một robot nhằm khắc phục những cái hậu quả trên đảm bảo cho sự an toàn, cho tính mạng của con người. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã thực sự khơi dậy phát huy nguồn lực sáng tạo của đông đảo học sinh, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội và tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để cuộc thi trở thành một sân chơi trí tuệ thu hút sâu rộng nhiều đối tượng tham gia, cần sự nỗ lực chung tay từ nhiều phía. Qua cái cuộc thi này thì cũng mong muốn là những cái sản phẩm mà nó đạt giải cao thì nó cũng được các ngành các cấp có cái hỗ trợ gia cố thêm để cho cái sản phẩm nó hoàn chỉnh hơn và nó từng bước nó sẽ được thị trường chấp nhận à, cũng à, mong rằng ở các cái cuộc thi này như thế này thì à, các em có cái nhiều cái ý tưởng hơn à, để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu trong cuộc sống ngày càng tốt hơn qua những sân chơi bổ ích trí tuệ và khoa học như cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng này các em học sinh quyện mỏ cài nam không chỉ thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo mà còn gửi gắm trong mỗi sản phẩm về ước mơ khát vọng của bản thân tạo tiền đề để các em học sinh hôm nay tiến xa hơn vào cuộc đồng khởi khởi nghiệp trong thời gian tới